Ok, hello mọi người, trên tay mình đây là Noble Falcon, một cái tai nghe True Wireless đến từ một cái thương hiệu âm thanh chuyên làm in-ear rất là danh tiếng, đó là Noble Audio. Thì đây là cái tai nghe True Wireless đầu tiên của hãng. Rồi, để dành cho những cái ông nào mà không muốn coi mấy cái video quá dài ấy, thì tôi sẽ cố gắng tôi tóm tắt tất cả những cái thứ liên quan tới nó ở đầu cái video này. Đầu tiên là gì? Đây là một con tai nghe True Wireless sử dụng cái socket mới nhất của Qualcomm, đó là QCC3020. Cái thứ hai, nó chạy Bluetooth 5.0, support codec aptX. Cái thứ ba, pin rất trâu, 40 tiếng. 40 tiếng có nghĩa là trên hộp là 30 tiếng và trên tay là 10 tiếng. Cái tiếp nữa đó là nó có cái chuẩn chống nước IPX7. Và một cái quan trọng cuối cùng là mẹ con này nghe hay lắm. Con này nghe hay theo cái kiểu là những cái ông nào mà chơi tai nghe lâu năm á, thích cái kiểu âm mà chi tiết, thích cái kiểu tiếng mà nó hơi không có màu mè, nó không có kéo đuôi, nó không có quá ấm áp, nó không có quá làm dày cái dẻ bass lùng bùng á, thì đây là một trong những con mà anh em nên phải quan tâm. Ok, Noble Falcon thì nó là một cái tai nghe True Wireless, thì tai nghe thì dùng để đeo thôi, đeo vô thì nó như thế này. Rồi, trong bộ phụ kiện của nó sẽ đi kèm một cái e-tip tên là E-Pro. Ok, để nhìn cái E-Pro nó như thế nào thì đây tôi sẽ gỡ ra cho anh em coi. Chắc gỡ ra thì anh em sẽ khó hơn, thôi tôi cứ để vào trong tai nghe đi. Nhìn nó sẽ để dễ, nhìn nó dễ hình dung hơn. Ok, cái E-tip E-Pro này nó sẽ có được vác ở phía bên trong một chút xíu theo hình là cái còi nó loe ra như thế này. Để làm chi? Để nó tăng cái dải cao và nó tăng cái độ tuyến tính của nhất là cái những cái âm cao. Rồi, ok, thường thì nếu như mà anh em mà có để ý là những cái tai nghe nào True Wireless mà nó có đạt cái chuẩn chống nước cao quá thì tiếng của nó thường hay bị mờ và bị đục, nó kém chi tiết. Thì đối với cái con Noble Falcon này nó sẽ không có xảy ra cái hiện tượng đó. Cái tiếng của con này do là Falcon họ, cái Noble họ sử dụng một cái bộ DSP và họ áp vào tai nghe luôn. Thì như vậy có nghĩa là lúc mà họ là trong cái quá trình chế tạo tai nghe, họ đã can thiệp vào cái phần chất âm của tai nghe khá là nhiều. Mình gần như là mình không bài trừ cái chuyện này, tại vì bản thân những cái con tai nghe True Wireless hoặc là những cái tai nghe mà có Bluetooth đó mà mình đang xài và mình đánh giá cao, nếu mà mình rà soát lại, hầu như hãng nào nó cũng sẽ sử dụng DSP để nó tune cái âm cho nó tốt hết. Ok, khi mà mình nghe cái con Noble Falcon này, cái tiếng cái đầu tiên mà nó đập vào cái thính giác của mình, nó làm cho mình thích nó, đó là cái tiếng của nó quá hay. Hay có nghĩa là với 4 triệu, nếu như mà anh em mà nhìn ra ngoài, anh em kiếm những cái tai nghe có dây hoặc là không dây hoặc là True Wireless thì gần như là mình khó có con True Wireless nào mà nó có thể chơi lại được cái chất âm của con Noble Falcon này. Tiếng trong, chi tiết, giải bass đánh khá nhanh, khỏe, đủ lượng, đủ sức và nó đánh khá là chắc. Nó có thể làm cho chúng ta cảm thấy được là cái tiếng drop của những cái beat giống như là những cái beat nặng giống như trong EDM hoặc là những cái beat mà đều đều khoảng 80Hz ở trong cái những cái bản trance, những cái bản electronic house thì mình vẫn có thể nghe thấy và mình cảm thấy được là cái động lực của nó, cái nội lực của nó đánh, nó làm cho mình cảm thấy mình muốn di chuyển theo nó. Và đó là cái mà mình thích đối với cái con Noble Falcon này. Nó không có làm dày cái dải bass và nó không có làm gắt cái dải treble, nó cũng không có đẩy cái dải mid lên quá cao. Tất cả mọi thứ nó khá là thoải mái để mình thưởng thức ở trong một cái thời gian dài và mình có thể nghe được nhiều cái thể loại nhạc khác nhau. Ok, và như vậy đó, tai nghe True Wireless đối với Noble Falcon, đó là những tất cả những cái gì mình có thể chia sẻ với anh em về Noble Falcon. Ngoài ra thì lúc nãy mình đã test cái khả năng hội thoại của nó. Thì về cái chức năng hội thoại, đều hội thoại được hai bên hết, có nghĩa là mình sẽ nghe người nói ở cả hai bên. Nhưng mà về cái chất lượng microphone thì nếu như mà cho nó điểm 10, cho cái thang điểm 10 á, thì con này nó chỉ được 6 điểm hoặc là 7 điểm mà thôi. Nó không bị đứt quãng cái giọng nói của mình ở trong microphone. Nhưng mà khi mà mình đi ra một cái môi trường ồn ào giống như là ở ngoài đường xe cộ đang đông thì mình sẽ nghe tiếng xe hòa vào tiếng người, thế nên là tiếng của nó hơi bị muffle, nó hơi bị đục một chút xíu. Rồi, đó là tất cả những cái gì mà mình có thể chia sẻ với mọi người về Noble Falcon. Mình có thể nói một câu đó là mình chọn nó tại vì cái tiếng nó tốt quá. Và mình nghĩ nếu như mà ai, bất kỳ ai đang tìm kiếm một cái con tai nghe True Wireless nào có cái chất âm hay và serious về vấn đề là chất lượng âm thanh
thì nên phải đi nghe thử cái con notebook Falcon này. Ok, chào mọi người, nhớ subscribe và nhớ like cho Audio Tinh Tế.